Dạ vâng, và cập nhật với lại quý vị thính giả về cái sắc lệnh mà tình trạng khẩn cấp, khẩn trương mà Tổng thống Donald Trump ông ký thì thưa với lại luật sư Duyên, hôm cuối tuần vừa mới qua đây có một cái hội nghị thường niên từ bên phía đảng Cộng Hòa trong cuối tuần ở ngay tại thủ đô Washington. Thì cái lời của Phó Tổng thống Mike Pence, ông phát biểu tại hội nghị thường niên này thì ông nhấn mạnh đến cái tầm quan trọng của cái bức tường chống di dân ở biên giới giữa Mỹ và Mexico, và ông kêu gọi những nghị sĩ bên đảng Cộng Hòa phải ủng hộ cho cái tình trạng khẩn cấp mà Tổng thống lên tiếng để mà có thể huy động được cái ngân quỹ xây bức tường biên giới này. Chúng ta biết cái khẩu hiệu về vấn đề mà xây bức tường biên giới mà Tổng thống Donald Trump ông đã nói đến từ lúc vận động tranh cử từ trong năm 2016. Nhưng mà bên cạnh đó thì lại có cái tin cho rằng là Thượng viện có thể có đủ phiếu để mà bác bỏ sắc lệnh tình trạng khẩn trương, khẩn cấp của Tổng thống Donald Trump, với cái lý do là ngoài ba thượng nghị sĩ bên đảng Cộng Hòa đã lên tiếng loan báo từng vừa mới rồi mà luật sư Duyên Lệ Ngọc cũng gửi đến cho quý vị thính giả là sẽ bỏ phiếu chống, rồi bây giờ mới nhất thì lại có ông Rand Paul. Thì điều này luật sư Duyên nghĩ là cái vấn đề, cái tình trạng khẩn cấp, khẩn trương mà Tổng thống Donald Trump ban bố, nó sẽ bị Tổng thống chắc chắn là phủ quyết, nhưng rồi nó sẽ đi về đâu thưa luật sư Duyên? Thứ nhất là những cái phân tích này thì Lệ Ngọc Minh Duyên cũng đã phân tích một vài chương trình trước rồi. Có nghĩa là nếu mà bây giờ thêm ông Rand Paul nữa, là lần trước thì mình biết là bà Susan Collins, rồi bà ở Alaska với lại một dân biểu, một nghị sĩ nữa, Cộng Hòa đó, thì cái con số đó là 50-50. Nhưng mà nếu mà bây giờ như Lệ Ngọc chia sẻ, nói là ông Rand Paul nếu mà lần này mà đưa ra trong tuần này, nội trong tuần này, không biết là ngày mai hay là thứ năm gì vote đó, mà cái đa số là 51-49 mà thông qua cái việc mà thông qua cái nghị quyết của Hạ viện đó, thì có nghĩa là cả Thượng viện lẫn Hạ viện đều đồng ý là dẹp bỏ cái chuyện khẩn cấp của Tổng thống. Họ hủy bỏ cái lệnh khẩn cấp của Tổng thống, thì muốn cái nghị quyết đó mà được trở thành luật, mà trở thành là một cái điều chính thức như là một cái điều luật đó, thì lại phải qua bàn của Tổng thống. Thì tuần trước anh em chúng ta cũng có nói rồi, nếu mà muốn gọi là tước bỏ cái quyền phủ quyết của Tổng thống đó, thì phải có cái đa số áp đảo 2/3 ở Hạ viện và 2/3 ở Thượng viện. Nếu mà 2/3 ở Thượng viện thì mình biết là phải có tới 20 ông Cộng Hòa mà gia nhập bên phía Dân Chủ đó, thì mới có thể mà có cái đa số áp đảo đó. Cho nên mình biết là thứ nhất không có đa số áp đảo rồi, thứ hai thông qua Hạ viện, thông qua Thượng viện cũng phải tới bàn của Tổng thống, thứ ba tới bàn Tổng thống thì chắc chắn Tổng thống phải veto. Mà cái đó là một cái điều mà Tổng thống bị đặt vào một cái thế là ông phải dùng cái quyền phủ quyết của mình để mà đi ngược lại cái ý muốn của Quốc hội, có nghĩa là đi ngược lại lòng dân. Lòng dân không tin là có cái vấn đề khẩn cấp, mà Tổng thống dùng cái power, cái quyền của mình ở trong cái bản hiến pháp cho đó, Tổng thống veto, thì có nghĩa là Tổng thống đi ngược lại cái ý muốn của đa số. Thì người cái đó là một cái thường thường đó, một vị tổng thống ít khi người ta muốn xài cái quyền phủ quyết lắm, mà khi mà xài một cái quyền phủ quyết nó gần như là một cái hơi nó là một cái vết ở trong cái sự nghiệp làm tổng thống của mình. Mà trong cái bối cảnh mà bị điều tra bên Mueller, rồi bị điều tra trong Nadler nữa đó, cái việc tổng thống sử dụng quyền phủ quyết đi ngược lại Quốc hội, đi ngược lại lòng dân, thì nó lại là một cái vết mà chắc chắn Tổng thống không muốn đâu, nhưng mà Tổng thống sẽ phải làm. Tổng thống sẽ phải làm mặc dù rằng là qua cái Thượng viện, qua cái Hạ viện đó, bức tường biên giới và cái sự khẩn cấp là hoàn toàn không cần thiết. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, thưa với luật sư Duyên, còn cái phiên xử mà ông Roger Stone thì luật sư Duyên đã có ghi nhận được những sự kiện nào
mới trong đầu tuần này hay không. Khi mà chúng ta nói đến ông Roger Stone thì chúng ta cũng đã biết là trước đây luật sư Duyên cũng đã nói đến cái vấn đề mà gag order. Thì một cái tin mà mới nhất là trong cái hồ sơ để lên tòa vừa mới đây trong ngày cuối tuần ngày thứ sáu, thì ông Mueller và ngay cả một biện lý đó là Jesse Liu cũng cho thẩm phán của liên bang bà Amy Berman Jackson cho biết là số ngày mà bao gồm cả trong cái thời gian mà chính phủ trình bày trước tòa hồ sơ chống lại ông Roger Stone và cả thời gian dành cho cái sự biện hộ đối chất nhân chứng thì cái này có thể kéo dài tới hơn cả một tuần. Sự kiện của ông Roger Stone nó sẽ đóng góp vào cái cuộc điều tra của ông Robert Mueller như thế nào, thưa luật sư Duy? Thứ nhất là khi mà Lệ Ngọc nói là cái gag order đó, cái lệnh gọi là khóa miệng của tòa đó, là tòa muốn là ông Roger Stone không có được đi ra ngoài báo chí rồi tuyên bố gọi là lung tung nữa, tại vì mỗi một cái lần mà tuyên bố như vậy đó thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái kết quả, tức là ảnh hưởng tới cái cuộc xử án, mà nó có thể là đem lại cái việc là cái cuộc xử án không có còn công bằng nữa. Tại vì nếu mà ông Roger Stone mà ông đi đó, ông đi ra ngoài mà ông nói tung hê lên như vậy đó thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái bồi thẩm đoàn, mà ảnh hưởng bồi thẩm đoàn thì có thể là ảnh hưởng có lợi cho ông hoặc là bất lợi cho ông như thế nào đi nữa. Thì về cái nguyên tắc mà tư pháp, người ta không muốn, người ta chỉ muốn là khi bồi thẩm đoàn mà họ quyết định một cái case đó là họ không có bị cái ảnh hưởng của công chúng. Nhưng mà qua cái tư cách của Roger Stone á, thì tôi nghĩ là ông càng nói chuyện nào thì có thể là càng bất lợi cho ông chuyện đó. Mà nếu mà bất lợi mà cái bồi thẩm đoàn mà họ đưa ra những cái bản án mà nó tương đối nó không có công bằng đó, thì có thể luật sư của Roger Stone sẽ có cớ để mà gọi là appeal mà. Cho nên bà cấm, bà nói là Roger Stone không được nói nữa. Thì vừa cấm xong đó thì Roger Stone, ông Stone ông ra, ông đưa ra một cái bức hình của bà thẩm phán, mà trong đó có một cái giống như là hình của bà, mà sau lưng của bà là có một cái dấu nhắm của cái nòng súng đó, cái crosshair đó. Thì bà cũng đã trừng trị rồi, bà nói rằng là nếu mà còn làm một lần nữa là bà sẽ đẩy ông Stone vào tù. Thì sau khi có cái lệnh, nghĩa là siết chặt lại rồi đó, thì trong mấy ngày vừa qua lại nghe nói rằng là hình như là ông Roger Stone ổng đã ký một cái thỏa ước với lại mà đã ký một cái contract đó với lại một cái nhà sách nào đó để mà xuất bản một cuốn sách. Thành ra tổng thống nói tại sao mà cho nên mà bà thẩm phán bà nói là vì sao mà không có, tại sao mà lại bà đã cấm và về cái gag order rồi mà bây giờ muốn ra sách lại không có trình bày, không có trình với bà. Cho nên tuần này ông Stone lại ra hearing về cái lệnh khóa mõm đó, mà tôi tin rằng là chừng nào vụ án xong ông Roger Stone ổng muốn ra sách gì thì ổng ra, chứ còn ngay bây giờ chắc là ổng không có được ra sách đâu. Còn những cái việc mà ông Stone ổng liên quan tới như thế nào trong cái cuộc điều tra của Mueller đó, thì chúng ta dĩ nhiên ông Mueller thì luôn luôn ổng rất là im lặng, mình không có biết được. Nhưng mà qua cái cách mà tờ mờ sáng FBI tới nhà Roger Stone rồi gọi là lấy đi những cái tang chứng vân vân đó, chúng ta biết cái điều đó nghiêm trọng lắm. Thực sự trong cái cuộc điều tra Mueller mình thấy đã có hai lần chuyện đó xảy ra rồi. Cái lần xảy ra cho ông Paul Manafort, lần xảy ra cho Michael Cohen, sau khi mà tịch thu những tang chứng, những tài liệu đó, thì chúng ta thấy là bây giờ ông Michael Cohen mình biết rõ là đã bị một cái bản án 3 năm tù, bây giờ hợp tác rồi. Paul Manafort thì có thể là vài chục năm tù rồi đó. Cho nên nội cái việc mà ông Mueller ông ra lệnh cho truy soát nhà của Roger Stone, mình hiểu là ông Mueller trong tay ổng đã có những cái điều rất là xác thực mà chắc đến mức độ mà khi xin ông quan tòa là ông quan tòa ông phải ký cho cái trác là được truy soát nhà của Roger Stone thì mới làm được cái chuyện đó. Cho nên
ngay bây giờ ông Roger Stone mà ông càng gọi là hung hăng, càng gọi là bất cẩn chừng nào đó, thì có lẽ là cái sự thiệt hại cho ông càng nhiều. Và dựa trên cái common sense của tôi đó, thì tôi e rằng là bản án của Roger Stone sẽ không phải là một cái bản án nhẹ. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, thưa với luật sư Duyên, tiếp tục trong những cái sự kiện mà nổi bật nhất trong ngày đầu tuần mới, ngày đầu tuần của tháng 3 đi thưa luật sư Duyên, thì phải nói đến công ty Huawei. Thì một cái tin tức từ hãng thông tấn Reuters cho ra là công ty Huawei ở bên Trung Quốc sẽ kiện chính phủ Mỹ trong ngày thứ năm tuần này, đó là ngày 7 tháng 3. Và cả những người luật sư của bà Mảnh Vãn Chu cũng đang kiện chính phủ Canada liên quan đến vụ mà bà đã bị bắt vào tháng 12 của năm ngoái, với cái lời tuyên bố là sắp sửa kiện chính phủ Mỹ tại một tòa án ở tiểu bang Texas vì đã vi phạm, đó là một vi phạm một cái đạo luật quốc phòng Hoa Kỳ được gọi tắt là NDAA, được ban hành vào năm ngoái. Thì cái đạo luật này là đạo luật thật sự, là đạo luật về vấn đề gì thưa với luật sư Duyên, với lại cái lời lên tiếng của bà Mảnh Vãn Chu này, cái vụ kiện này nó sẽ cho chúng ta thấy được một cái sự cản trở trong cái vấn đề thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc hay không thưa luật sư Duyên? Thứ nhất là anh Duyên chưa có dịp xem cái mẫu tin đó, thành ra không hiểu là cái đạo luật mà Lê Ngọc hỏi đó, tức là đạo đạo luật ở trong cái news đó là cái đạo luật gì mà nghĩa là vừa ban hành năm vừa qua, thì cái đó anh Duyên không có cái thông tin để mà trình bày ngay bây giờ, chắc là mình phải 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 xem lại. Nhưng mà qua cái thông tin tổng quát thôi đó, thì biết là cái luật sư của bà Mạnh Vãn Chu đó, thứ nhất là kiện, đây là một thí dụ nè, cái lý do kiện chính phủ Canada nói rằng là tại vì chính phủ là những cái người mà nhân viên công lực của Canada đó đã question, đã hạch hỏi bà trước, mới là mà không hề cho bà biết là bà bị bà bị bắt đó. Chứ là tự nhiên như là chỉ kéo bà vào rồi bắt đầu hạch hỏi bà mà không hề báo cho bà biết là bà đang đang under arrest, có nghĩa là bà đã đang đang bị bắt, không có nói như vậy. Thì cái đó họ nói là vi phạm cái quyền của bà, nhưng mà thành ra dùng cái lý do kiện nó để mà chia sẻ với quý thính giả một chút xíu về cái đó. Bây giờ tôi nói thí dụ đi, là một cái người mình một một cái người đã bị tình nghi, cảnh sát mà chặn họ trên đường và bắt đầu hạch hỏi họ, question họ mà không có hề đọc cái quyền Miranda cho họ đó, tức là không có nói với họ là ông hay bà có quyền im lặng, mà những cái điều mà ông với bà mà nói bây giờ đó, chúng tôi sẽ dùng nó để chống lại ông bà nếu mà phải ra tòa. Mà bây giờ thí dụ cái người cảnh sát họ không nói cái điều đó mà họ cứ tiếp tục họ hạch hỏi, thì nếu mà họ tiếp tục họ hạch hỏi thì họ sai lầm cái gì? Họ không họ, họ sai lầm là bởi vì họ không có không có báo cho người kia biết. Thì giả sử mà hỏi mà chưa có nói là bắt người ta, mà nói rằng là ô trong ông có uống rượu không, chẳng hạn ông này ông nói tôi uống 5 lon bia, rồi dùng cái 5 lon bia đó mà định định ra tòa để mà buộc tội ông này say rượu lái xe đó, thì theo cái luật Miranda đó là mình không có cảnh báo cho người ta thì không được dùng cái lời khai mà 5 lon rượu đó, 5 lon bia đó để mà cáo buộc người ta về cái tội say rượu lái xe, chỉ có thế thôi. Những cái bằng chứng đó sẽ không được sử dụng được không được sử dụng tại tòa, chứ điều đó không có nghĩa là ông cảnh sát ông làm cái gì sai rồi có quyền kiện ổng. Cho nên khi mà tôi nghe nói rằng là cái luật sư của bà Huawei vào đơn kiện chính phủ Canada, thì tôi biết là cái vụ kiện này nó cũng sẽ không đi tới đâu, nó chỉ cũng có tính cách là gọi là gây tiếng vang rồi quấy nhiễu chút đỉnh mà thôi, nhưng mà về mặt pháp lý không có ảnh hưởng gì hết đó. Thì nó cũng tương tự như vậy. Nếu mà kiện chính phủ Mỹ nói rằng là trong lúc mà bắt giữ tôi không theo đúng cái luật NVAA gì đó, thì tất cả những cái đó nó không có một cái hiệu quả thực sự. Chỉ biết rằng là ngay bây giờ chính phủ Canada họ đã chúng ta biết mà, khi mà bà Mạnh Vãn Chu bị bắt ở Canada đó, thì cái việc là liệu bà Mạnh Vãn Chu có bị nghĩa là dẫn độ qua Mỹ để bị xử theo luật Mỹ hay không, thì
luật sư của bên phía bên bà Mạnh Vãn Chu đó hổm rày cứ nộp những cái đơn kiện vào trong những cái đơn từ vào trong tòa đó để mà ngăn, để mà mong là bà Mạnh Vãn Chu không bị không không bị dẫn độ qua Mỹ. Thì mới ngày hôm qua thôi, thì cuối tuần đó, thì Canada họ đã đi ra một cái bản điều, ra một cái phiên tòa đầu tiên, thì tòa nói rằng là cái chuyện mà bà Mạnh Vãn Chu, cái thủ tục mà dẫn độ bà đó sẽ được, nghĩa là mà cái proceeding đó, cái thủ tục đó sẽ vẫn được bắt đầu. Thành ra Trung Quốc nghĩa là họ họ điên lên về cái chuyện này. Nhưng mà chúng ta phải nhớ là trong cái thực tế là như vậy, là vào khoảng cuối tháng 3 này, cái phiên điều trần đầu tiên trước tòa đó thì bên luật sư của bên 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 bà Mạnh Vãn Chu sẽ đưa những cái lý do trước tòa là tại sao bà Mạnh Vãn Chu không nên được dẫn độ qua Mỹ. Còn phía bên công tố của Mỹ và của Canada sẽ nói là vì những cái lý do nào mà bà Mạnh Vãn Chu phải được dẫn độ qua Mỹ để chịu, để trả lời trước tòa án của Mỹ. Thì hai bên sẽ đưa ra hai cái lý luận mà đối nghịch với nhau như vậy. Thì mình phải chờ coi cái ông tòa cuối tháng 3 này ông tòa ông quyết định như thế nào. Và giả sử như mà ông tòa ông quyết định là bà Mạnh Vãn Chu buộc phải dẫn độ qua Mỹ để mà chịu tội đó, thì dĩ nhiên luật sư của bà Mạnh Vãn Chu có quyền khiếu nại lên trên. Thì Canada nó cũng tương tự với Mỹ vậy đó, từ tòa thấp nhất lên tới tòa cao hơn, rồi lên tới tòa tối cao đó. Thì những cái người mà người ta gọi là hiểu rõ cái hệ thống luật pháp của Canada đó, họ biết rằng là cho tới khi mà bà Mạnh Vãn Chu mà thực sự bị đưa qua Mỹ để chịu tội đó, cái thời gian nó cũng kéo dài 2-3 năm. Mà trong 2-3 năm đó thì mình biết là sẽ có rất là nhiều chuyện nó xảy ra giữa Trung Quốc, Mỹ và Canada, và cái yếu tố chính trị nó đã sẽ xen vào để mà rốt cuộc lại bà Mạnh Vãn Chu có thể cũng sẽ không có phải bị dẫn độ qua Mỹ đâu. Cái việc mà anh em chúng tôi chia sẻ với quý thính giả thì cũng chia sẻ cái thủ tục về tư pháp, thủ tục về pháp lý nó sẽ xảy ra như thế. Trả lời với Lê Ngọc. Dạ vâng, và bên cạnh đó thì thưa luật sư Duyên và quý vị, tờ The Wall Street Journal cũng đưa ra một cái nguồn rất là thạo tin cho biết là cái cuộc đàm phán mà giữa hai nước đó là Mỹ và Trung Quốc đang bước vào cái giai đoạn cuối và có thể kết thúc trong cái vấn đề mà cuộc chiến tranh thương mại giữa hai nước. Bên phía Bắc Kinh thì họ cho rằng là đề nghị giảm thuế lẫn nhiều rào cản khác mà hàng hóa của Mỹ, trong đó có vấn đề nông sản, hóa chất và xe hơi thì phải chịu, đổi lại thì Mỹ xem xét dỡ bỏ cái phần lớn thuế quan áp đặt với những sản phẩm từ những các nước châu Á kể từ năm ngoái. Còn cái vấn đề còn lại là phải bàn bạc là làm thế nào để mà bỏ thuế hay là cần giám sát Trung Quốc trong một thời gian thì mới thực hiện. Trong khi đó thì Mỹ lại muốn bảo đảm những cái vấn đề mà Trung Quốc phải tuân thủ thỏa thuận trước khi mà tiến hành cái vấn đề mà nhượng bộ, rồi Trung Quốc sẽ chấp thuận mua một số khí đốt tự nhiên hóa lỏng tổng giá trị lên tới 18 tỷ Mỹ kim của công ty Cheniere Energy. Còn bên phía công ty Channel Energy thì họ chưa lên tiếng xác nhận cái vấn đề này, nhưng mà cái thời gian mà Wall Street Journal đưa ra thì có thể là cái thỏa thuận thương mại này có thể đạt được chính thức tại hội nghị thượng đỉnh vào cuối tháng 3 này, vào ngày 27 tháng 3, thưa với lại luật sư Duyên. Thì với những cái tin tức như vậy, luật sư Duyên nghĩ có một cái hành động nó tích cực nó sẽ xảy ra giữa cả hai nước để mà có thể giải quyết được cuộc chiến tranh thương mại không, thưa luật sư Duyên? Khi vấn đề mà đạt được thỏa thuận đó, cái tariff có nghĩa là cái thuế đó, nó chỉ là một cái vấn đề nhỏ thôi. Chúng ta nhìn nhất là trong cái cộng đồng Việt Nam á, chúng ta hổng rày những cái người mà ăn thực phẩm Việt Nam hay là đi chợ mua mua đồ mà của Việt Nam mà sản xuất tại Trung Quốc đó, mình biết là mình trả giá mắc hơn. Mà cái trả giá mắc hơn đó là do cái tariff. Vậy thì cái tariff mà hai bên mà nợ nhau đó, rốt cuộc lại cái người dân chúng ta lãnh chứ còn hai chính phủ không có lãnh. Chẳng hạn như tổng thống nói là tiền bạc tỷ đi vào trong cái trong 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 ngân khố đó, thì cái bạc tỷ đó là do chúng ta đóng,
chứ còn không phải là Trung Quốc nó đóng. Mà hãy mà tăng thuế lên thì hàng hóa nó lên thì cái đó là common sense rồi. Nhưng mà thành ra cái tariff chỉ là một một cái yếu tố thôi, cái yếu tố quan trọng hơn hết giữa cái vấn đề mà làm ăn với Trung Quốc mà bị Trung Quốc gọi là ép mấy cái công ty đó, mà trong đó có cái chuyện mà đánh cắp sở hữu trí tuệ nè, rồi thao túng những cái đồng tiền, chẳng hạn đồng tiền nhân dân tệ thì hạ giá thấp đặng cho hàng hóa của họ đi ra mấy cái công ty khó cạnh tranh nè, hoặc là họ khép cửa lại, họ tạo cái sức ép trên để trong cái cạnh tranh tự do. Mà chẳng hạn như nếu mà cái hàng món hàng đó mà Trung Quốc có mà Mỹ cũng có đó, thì họ dành những cái ưu đãi cho hàng của họ khiến cho Mỹ không có tràn vào thị trường của Trung Quốc được. Đó là những cái điểm quan trọng hơn, chứ còn tariff là những con số mà mình nghe mình dễ biết thôi. Cái bất lợi, cái thất lợi giữa doanh gia Mỹ với doanh gia Trung Quốc đó ai cũng biết này, nhiều năm ra rồi. Nhất là nếu mà chỉ cần đọc trong cái quyển mà Death by China đó, chết bởi Trung Quốc đó, là mình hiểu được cái nguyên tắc đó liền à. Vậy thì chắc có lẽ là từ đây cho tới cuối tháng đó hai bên sẽ còn những cái lấn cấn, họ sẽ giải quyết những cái lấn cấn đó để mà đảm bảo rằng là nếu mà làm ăn với Mỹ đó thì nếu mà làm ăn với Trung Quốc đó thì các công ty Mỹ không có bị chèn ép trong những cái vấn đề mà gọi là phải mướn nhân công như thế nào, hàng hóa như thế nào. Là tại vì nếu mà cứ tiếp tục cái đà mà Trung Quốc sẵn sàng cho người tù làm việc hoặc là mướn nhân công trả 2 đồng 3 đồng 1 giờ đó, thì chắc chắn nếu mà gọi là cái hàng hóa mà sản xuất tại Trung Quốc vẫn còn một cái lợi thế là áp đảo như thế đối với là cái đối với hàng sản xuất ở Mỹ đó, nó cũng sẽ không có giải quyết được vấn đề. Nhưng mà chắc chắn hai phía sẽ muốn là đạt được những cái căn những cái đồng thuận đầu tiên, rồi từ những cái đồng thuận đầu tiên đó chúng ta nếu mà còn có những cái gì lấn cấn chúng ta sẽ giải quyết sau. Cái vấn đề còn lại vẫn là cái đấu đá về về mậu dịch đó không có lợi cho nước nào cả, và nhất là Trung Hoa họ sẽ thiệt hại nhiều hơn. Cho nên mình mong rằng là cái lần này là cái thỏa ước giữa hai nước đó nó rõ ràng hơn về những cái điều kiện mà anh em chúng ta nói đó, cái vấn đề ăn cắp cái sáng sáng chế của người ta, rồi tiền bạc thì cứ hạ giá đồng đồng nhân dân tệ chẳng hạn, mà cái vấn đề nhân công, cái vấn đề ra những cái luật mà gọi là vô lý để mà ép khiến cho các công ty Mỹ không có phát triển hàng hóa của họ ở cái thị trường Trung Quốc. Đó là những cái điều quan trọng hơn nhiều. Trở lại với đây ngon. Dạ vâng, thưa với quý vị, tình hình của Venezuela thì lại có một cái tin rằng là Venezuela đã lên tiếng là sẽ cảnh báo bắt giam ông thủ lĩnh bên đảng đối lập, đó là ông Guaido, khi mà đi về nước, trong khi mà ông Guaido cũng lên tiếng và ông cũng cho rằng là ông sẵn sàng về nước để mà ông tổ chức, ông đứng đầu với những cái cuộc biểu tình của người dân Venezuela. Thì đất nước của Venezuela trong cái cuộc khủng hoảng chính trị mà quý vị cũng đã nghe luật sư Duyên Lệ Ngọc tường trình đến với quý vị. Luật sư Duyên nghĩ là cái nền dân chủ của Venezuela nó có ảnh hưởng đến với tất cả những cái tình hình của thế giới liên quan đến những cường quốc, những bên chống và những bên ủng hộ của đất nước Venezuela, thưa luật sư Duyên. Nội mình nghe cái tuyên bố của bên phía Nga ngày hôm qua thôi mình cũng thấy hơi rần rợn đó, tức là bây giờ Nga họ đã lên tiếng, họ nói với họ gửi cái thông điệp từ cái ông ngoại trưởng Lavrov của Nga đó, đã gửi văn thư, đã lên tiếng với lại ông ngoại trưởng Mike Pompeo của Mỹ rồi đó. Có nghĩa là Nga đã sẵn sàng và yêu cầu Mỹ ngồi xuống để mà đối thoại song phương về cái vấn đề Venezuela. Bây giờ nếu mà chúng ta nó bỏ Nga với Mỹ ra đó, thì chúng ta thấy hiện giờ cái tình hình Venezuela nó như thế này, là cái ông Maduro, tổng thống Maduro đó, trong vòng bao nhiêu năm, ông từ cái thời mà ông Hugo Chavez là tiền nhiệm của ông cho tới ông đó, tức là đem một cái đất nước mà trở thành một cái đất nước theo cái kiểu cộng sản mà tham nhũng, rồi những cái ông tướng nó trở thành ra những cái lãnh chúa muốn lấy thuế lấy tiền của dân như thế nào cũng được hết á, rồi cái đồng bạc thì từ từ nó bị phá sản,
họ đem cái đất nước Venezuela đang từ là một cái đất nước giàu, đất nước gọi là có cái thế ở Nam Mỹ, bây giờ trở thành một cái nước gọi là nó một cả một cái xã hội nó nát thối nát hết như thế đó. Thì đó là cái thời của tới tới cái thời của ông Maduro là dân nó đã chán ngấy tận cổ rồi. Thành ra cái tới chừng mà đi bầu cử thì lại bầu cử gian lận theo cái kiểu mà Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức bầu cử vậy đó. Thành ra cuối cùng là cái dân họ nổi lên họ ủng hộ cái ông Guaido là cái ông chủ tịch quốc hội trẻ đó. Bây giờ thì cái quyền lực về quân sự của ông Maduro cũng đang bị soi mòn là bởi vì nhiều người đã buông bỏ cái chế độ Maduro đứng về phía Guaido rồi, đứng về phía chống đối rồi. Hai nhưng mà cái khó là tới thế này là Nga họ muốn là cái họ muốn kiểm soát cái họ họ muốn có cái sự hiện diện của họ ở Venezuela là bởi vì Nga đã bị lỏng, là cái kềm chế của Nga với Cuba đã bị nới lỏng rồi, cho nên Nga muốn có mặt tại Venezuela. Cái việc mà giữa Nga với Mỹ ở Venezuela đó thì anh em chúng ta cũng đã nói trong nhiều tuần qua, thì ngay bây giờ đó đã tới một cái lúc mà bên phía Nga họ lên tiếng với lại Mỹ, họ nói là bây giờ phải nói chuyện song phương. Cái khó của mình là như thế này nè, là nếu mà giả sử vào một cái sự một 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 cái một cái tình huống bình thường đó thì Mỹ sẽ ở một cái thế rất là mạnh, là chúng ta biết là Venezuela về cái vấn đề doanh thương của họ đó, họ bị chặt chẽ với Mỹ và với cái cộng đồng Âu Châu, cái cộng đồng NATO nhiều hơn. Nga chỉ có một phần nhỏ thôi. Nga chỉ có một cái là mỗi một lần hăm dọa là hăm dọa chiến tranh, là hăm dọa nội chiến, là hăm dọa máy bay bom đạn, rồi nghĩa là nổ tanh banh cái nước của người ta hết. Thì cái đó là cái thái độ của Nga. Nếu mà giả sử mà một cái ông tổng thống bình thường đó thì chúng ta biết rằng cái thế của ông Guaido sẽ mạnh hơn. Ngay cả bây giờ, ngay cả trong lúc anh em chúng ta đang nói chuyện nè, mà bên nước Colombia là cái nước láng giềng của Venezuela đó, thì họ cũng đã nói rằng là cái ông Maduro, ông tổng thống bây giờ mà thân Nga đó, là ông đã bị mất cái thế lực của ông, nó yếu dần từng giờ một, cho nên ông ta phải 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 thoái vị đi là vừa đó. Thì mặc dù là nói như thế nhưng mà Nga vẫn muốn Maduro làm tổng thống, mà bây giờ Nga lại lên tiếng yêu cầu là Mỹ phải ngồi xuống đối thoại song phương. Cái áp lực mà giữa hai phía nếu mà bình thường thì không có ý nghĩa gì cả, nhưng mà bây giờ giữa Putin với lại Donald Trump nó có một cái ý nghĩa khác. Thành ra khi mà đã hổm rày đã bao nhiêu chuyện xảy ra rồi mà mỗi một lần nói đó là mình cũng rợn da gà. Chẳng hạn cách đây vài tháng anh Duyên với Lệ Ngọc có chia sẻ một cái câu khi mà Putin lên tiếng đó, Putin nói rằng là nước Mỹ phải ngồi xuống nói chuyện, chứ còn nếu không nó thì Nga sẽ dùng võ lực. Vừa nói xong là có phiên họp ở bên Belgium, vừa nói xong là mình nghe cái tin là Tổng thống Trump rút quân ra khỏi Syria mà không không thèm bàn với ai hết, tự động rút đó, mình nghe những cái điều đó. Thành ra bây giờ cái tình hình ở Venezuela nó đang rối rắm như vậy, mà bây giờ bỗng nhiên nghe Nga nói rằng là Mỹ phải ngồi xuống tại vì Nga đang sẵn sàng nói chuyện song phương đó, thì anh Duyên mong rằng cái phân tích của anh Duyên sai, mong nó sai, nhưng mà sợ rằng là trong nội trong tuần này thôi mình sẽ nghe thấy là Mỹ với Nga ngồi lại và bàn ở cấp cao để nói về cái số phận của Venezuela. Và nếu mà điều đó mà xảy ra đó thì chúng ta hiểu rằng là đằng sau hậu trường giáo chủ đã nói gì với nô tài rồi. Mình xem coi có nó như thế nào. Thực sự vậy thì để mà tóm lại đó, tình hình ở Venezuela nếu mà để tự nhiên theo cái phát triển tự nhiên đó thì Maduro phải ra đi thì đất nước nó khỏi khỏi có rối loạn. Còn nếu mà theo cái giật dây phía đằng sau cái quan hệ giữa Putin và Trump đó thì có thể là có một cái điều gì đó nó sẽ xảy ra khiến cho Maduro sẽ vẫn bám vào cái ghế của mình đi ngược với lòng dân, và như vậy có nghĩa là nội chiến hỗn loạn sẽ xảy ra tại Venezuela. Trở lại với Lê Ngọc.
Dạ vâng, một cái sự kiện cuối cùng mà Lê Ngọc gửi đến cho quý vị trước khi mà luật sư Duyên tạm biệt. Thì thưa với luật sư Duyên, chúng ta cũng bắt đầu biết là khi mà nói đến đầu tháng 3 và ngay cả từ trong tháng 2 cũng có rất nhiều ứng cử viên từ bên phía đảng Dân Chủ, họ đã lên tiếng là họ tuyên bố họ sẽ tham gia cái chiến dịch tranh cử cho Tổng thống năm 2020. Thì một cái nhân vật mà nổi bật nhất đi mà hiện nay đang được một cái sự ủng hộ mà chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ, ông vừa tuyên bố chính thức là ông tham gia cái chiến dịch tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2020, thì ông cái số tiền mà ủng hộ cho ông lên tới cả chục triệu, cái con số Lê Ngọc nhớ là trên 20 mấy triệu, đó là ông Bernie Sanders. Nhưng mà bên cạnh đó thì thưa với luật sư Duyên và quý vị, Tổng thống Donald Trump ông cũng chuẩn bị ráo riết cái chiến dịch tái tranh cử của ông. Nhưng mà quá nhiều những cái vấn đề rắc rối về vấn đề pháp lý lại càng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn sau những gì mà ông cựu luật sư riêng của Tổng thống Donald Trump, ông Fixer Michael Cohen nói tuyên bố ở tại Quốc hội, rồi ngay cả một số thượng nghị sĩ, một số dân biểu bên đảng Cộng Hòa, họ cũng đang đặt ra cái dấu hỏi cho rằng là Tổng thống Donald Trump, ông cũng càng ngày càng ở trong một cái thế nguy hiểm trong cái lúc mà ông chuẩn bị cho cái chiến dịch năm 2020. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có những người họ đánh giá, họ cho rằng những đối thủ của Tổng thống Donald Trump bên đảng Dân Chủ cũng có thể khó mà đánh bại được ông Trump nếu cái vấn đề, trong đó cái vấn đề kinh tế vẫn tiếp tục tốt đẹp trong cái 2 năm còn lại của Tổng thống Donald Trump. Rồi thượng nghị sĩ Bernie Sanders mà Lê Ngọc vừa mới nhắc đến, khi mà ông chính thức tuyên bố tranh cử Tổng thống, thì chúng ta biết là ông Bernie Sanders năm nay ông cũng 77 tuổi rồi, thưa luật sư Duyên. Ông lên tiếng, ông có một cái kế hoạch tiến hành trong cái chiến dịch vận động tranh cử của ông. Ông cam kết tạo ra một chính phủ và một nền kinh tế mang lại lợi ích cho nhiều người. Thì với những cái chính sách, những kế hoạch mà ông Bernie Sanders nói, Tổng thống Donald Trump thì Lê Ngọc cũng vừa mới gửi đến cho quý vị trong cái chiến dịch tranh cử, ông vẫn tiếp tục cho rằng là ông tiếp tục làm cho nước Mỹ vĩ đại thêm nữa. Luật sư Duy nghĩ như thế nào trong cái vấn đề này, thưa luật sư Duy? Ngay bây giờ thì là Tổng thống Trump có một cái lợi thế, đó là Tổng thống đang làm Tổng thống, thành ra cái sự ủng hộ mà giống như là mình nói là 40% nó có sẵn rồi. Còn cái phần và phần là từ đây cho tới ngày mà thật sự bỏ lá phiếu đó, Tổng thống có nâng được cái số 40% đó thêm 10% nữa để mà tiếp tục làm Tổng thống 4 năm hay không, thì chúng ta quá sớm để mà chúng ta nói. Chúng ta chờ xem những cái diễn biến sắp tới, như là những cái đối ngoại như thế nào, đối nội như thế nào, kinh tế như thế nào. Mình thành ra cái phần mà Tổng thống Trump chắc mình đoán bây giờ nó còn quá xa đi. Bây giờ mình nội bộ của đảng Dân Chủ đó, thì mình thấy có một cái điểm này là ông Bernie Sanders, ổng là một cái hồi mà tranh cử với lại bà Hillary Clinton đó, ông ta có một cái thế rất là mạnh, mà thậm chí là người ta có cái ý nghĩa là người ta nói rằng là cái hồi mà nội trong cái primary đó, trong cái sơ bộ của đảng Dân Chủ đó, là đảng Dân Chủ hình như họ cũng đã có hơi nghiêng về bà Hillary rồi, thì nó có một cái gì, một vài điều bất công, cho nên ông Sanders ổng mới không có được thắng cử, chứ lẽ ra có thể ông thắng cử lắm đó, mình không biết. Nhưng mà sau từ năm 2016 tới bây giờ đó, thì là qua bao nhiêu biến chuyển xảy ra. Thứ nhất là cái tuổi của ông Sanders cũng già thêm, rồi những cái suy nghĩ của ông Sanders về nước Mỹ đó, bây giờ không phải là từ một mình của ổng nữa. Ngày xưa lúc mà ổng đưa ra những cái điều đó là những cái điều mới, và người ta nhìn thấy là một nước Mỹ mà dưới sự chỉ đạo của Bernie Sanders có những cái điều mới, do đó ổng được ủng hộ ồ ạt đó. Thì ngay bây giờ cái suy nghĩ của ông Sanders đã được chia sẻ với những cái ứng cử viên khác, mà những ứng cử viên khác đó họ có nhiều năng lực hơn, họ trẻ hơn, thành ra mọi sự đó bây giờ nó đang khác, nhưng mà vẫn là một cái hướng là người ta nói là cái đảng Dân Chủ đó muốn gọi là liberal, mà muốn cấp tiến hơn nữa. Và chính vì cái điểm đó nó đang xảy ra một cái, nó đang có một cái dấu hiệu là chia rẽ trong nội bộ của đảng Dân Chủ,
với những cái người kỳ cựu như là Bernie Sanders vân vân, và với cái nhóm trẻ như là ông Peter O'Rourke hay là cái cô Ocasio-Cortez á, hai cái thế lực mà trong nội bộ đảng Dân Chủ mà nó đang tranh 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 thắng với nhau đó, nó cũng có cái đang gây ra một cái sự chia rẽ. Mà mình biết là Nancy Pelosi nè, Bernie Sanders, những cái người đó là đứng về cái phía 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 cũ, mà còn cái nhóm mới là Ocasio-Cortez bây giờ là superstar đó. Thì mình xem coi là trong những cái lần sắp tới, để coi coi cái khuynh hướng nào sẽ thắng. Yes, ông Sanders ổng vẫn còn cái sức thu hút của ổng, nhưng mà cái tuổi của ông, và nhất là cái giới trẻ bây giờ bên đảng Dân Chủ họ, họ vươn lên dữ dội đó, thì khó mà đoán biết ngay từ bây giờ. Hình như là từ đây tới tháng 6 sẽ có một cái cuộc debate, một cái cuộc tranh tranh biện nội bộ của đảng Dân Chủ đó, thì mình chờ mình nghe cái debate đó mình mới đoán được. Còn ngay bây giờ chỉ có thể trình bày với quý thính giả, anh em chúng tôi chỉ chưa cho thấy là cái tình hình nó thay đổi trong cái nội bộ đảng Dân Chủ như thế thôi, chứ còn đoán thì chưa đoán được đâu. Trở lại với mình. Dạ vâng, một điều nữa thưa với lại luật sư Duyên, khi trước khi mà chúng ta tạm biệt với quý vị thính giả, thì một cái tin ngay từ California, mà từ Long Beach ấy, thì cho rằng là gia đình của ông Michael Phương Minh Nguyễn, chắc là quý vị thính giả chưa quên ông này đâu, thì bà vợ của ông đã lên tiếng mà trách phiền muộn vì Tổng thống Donald Trump khi mà ông đến Việt Nam dự hội nghị trong tuần vừa mới qua, cho cái hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai ở tại Hà Nội, Việt Nam lại không lên tiếng đòi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trả tự do cho ông Michael Phương Minh Nguyễn. Đó là những gì mà Lệ Ngọc cũng thấy ở trên truyền hình của đài CBS của Logo, thì chính vợ con của ông Michael Phương Nguyễn đã lên tiếng phiền hà, cho rằng là Tổng thống không hề nhắc tới chuyện gì hết. Luật sư Duy nghĩ là Tổng thống đâu có còn đầu óc đâu để mà nhắc đến cái vấn đề mà dân chủ, nhân quyền ở tại Việt Nam, đúng không thưa luật sư Duy? Đúng như thế chứ. Nhiều khi là từ cái góc cạnh cá nhân đó, mình tưởng đâu là cái vấn đề của mình là một trong những vấn đề quan trọng, nhưng mà từ cái góc nhìn của một cái đại cuộc đó, thì những cái cá nhân mà bị giam cầm này nọ đó thì không có nằm ở trong cái nghị trình của người ta. Cho nên trách thì dĩ nhiên ai cũng có quyền lên tiếng trách, nhưng mà mình biết cái thực tế nó sẽ không xảy ra. Chẳng hạn như thật sự cái người mà cái nhân một cái nhân vật của Việt Nam mà nói lên về cái nhân quyền, về cái tư cách này nọ đó là Trần Huỳnh Duy Thức. Mà Trần Huỳnh Duy Thức bị giam cầm bao nhiêu thời mà không có làm một cái gì sai hết, mà vẫn bị giam cầm như vậy, thì nó còn lẽ ra là còn đáng nói tới hơn nhiều. Thành ra cứ mỗi một gia đình đó, mình từ cái góc nhìn của mình thấy cái vấn đề của mình là cái vấn đề nó bức xúc nhất, nghiêm trọng nhất, nhưng mà đối với một cái cuộc đại cuộc thì nó khác đi. Trở lại Dạ vâng, cảm ơn luật sư Duyên đã đến trên làn sóng của NVR. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì luật sư Duyên cũng phải ra tòa sớm, thành thử cũng phải tạm biệt với quý vị thính giả. Một ngày thật là thuận lợi sẽ đến với lại luật sư Duyên, thưa luật sư. xin tạm biệt và hẹn gặp lại chương trình lần tới.